Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại ra cửa hàng xe máy Minh Trung để mình báo giá một số xe máy có mặt ở đây cho các bạn. Đây là địa chỉ cửa hàng nha. Và đây là số điện thoại. Các bạn cứ gọi điện vào trực tiếp số điện thoại này để các bạn thương lượng giá ha. Bây giờ mình sẽ tiến vào cửa hàng để mình báo giá. Đợt rồi thì mình báo giá những dòng xe số côn tay. Bây giờ mình sẽ báo giá những dòng xe số nữa, nhưng mà là future ha. Bây giờ mình báo giá future trước đi. Bây giờ đầu tiên là chiếc future mới này đi. Future mới này 2018. Đời này 2018 rồi các bạn. 18 hay 19. Đời mới đó các bạn. Biển số là 83B3 ha. Những dòng xe ở cửa hàng thì rất là mới nha các bạn. Mình sẽ lướt hơi nhanh chút xíu, các bạn chịu khó theo dõi ha, tại vì xe rất là nhiều. Chiếc xe này có giá là 20 vài triệu đó các bạn ha. Mình sẽ cho các bạn xem ngoại thất em nói chút xíu, coi từ trên tới dưới. Đây là tập vành nè, nói chung là xe còn rất đẹp. Đây là đồng hồ ha. Mình đã đổ máy ha. Bây giờ mình cho các bạn nghe tiếng máy nè. Bây giờ mình sẽ mở yên lên cho các bạn xem phía trong luôn. Nói chung là xe còn rất là mới luôn đó các bạn. Đây. FI ha. Cặp kính nằm trong này. Cái giá của em nó thì 20 ngoài triệu đó các bạn. Các bạn có muốn mua xe thì các bạn cứ alo vào số điện thoại mình vừa quay lúc nãy cho các bạn xem ha. Đây là màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tiến qua chiếc future kế bên. Đây là chiếc future X. Những dòng xe này bây giờ đang rất là hot đó các bạn. Và chiếc xe vẫn đang rất là đẹp luôn nè các bạn. Rất đẹp luôn ha. Nhìn nè. Đây là phía trước em nói ha. Cặp phục trước nè. Bây giờ mình sẽ mở yên cho các bạn xem. Đây. Các bạn nghe gặp tay không? Rất chậm ha. Mình sẽ không nói nhiều nữa để các bạn tự nghe, tự cảm nhận ha. Những chiếc future X ở cửa hàng hiện tại là có giá tầm 30 ngoài triệu đó các bạn. Tùy vào xe còn đẹp hay là cái nước sơn như thế nào, tùy chiếc ha. Đây là cái bô ha. Phần sau nè, cặp phuộc sau nè. Góc vẫn còn rất là đẹp nè các bạn. Đó. Góc máu phía bên này ha. Rồi, tiếp theo mình qua bên này là chiếc Future Neo. Chiếc Future Neo này hình như là xài bình xăng con. Đúng rồi. Bình xăng con.
Giá của chiếc xe này hiện tại là nó trên 20 triệu đó các bạn. Trong tầm giá đó ha, biển số là 83B4 nè. Nó xài bánh căm nữa các bạn. Đây là cái bô ha, lốp sau, lốp máy ha. Bây giờ sẵn ở đây mình đề cho các bạn nghe luôn cái đi, rồi mình đã ra phía trước cho các bạn xem. Các bạn nghe tiếng máy ha. Dòng Full Channel này á thì cái giá nó thấp hơn là Full CX nha các bạn. Hơn nữa nó lại là bình xăng con thì nó rẻ hơn, nó chỉ hơn 20 triệu thôi. Tiếp theo là một chiếc Full Channel nữa, cũng là bình xăng con luôn. Biển số ha. Chút nữa mình quay ra phía trước mình cho các bạn xem lại phía trước của hai chiếc này luôn. Mình đang ở phía sau nè. Bô này ha. Mâm nè, nói chung là còn rất đẹp ha. Góc nè và cục máy đây. Sẽ mở đi cho các bạn xem. Bình xăng còn đẹp quá nè các bạn, đẹp ha, đèn bóng. Giá của em này thì trên 30 triệu nha các bạn, vì nó còn rất đẹp. Các bạn thích em nào cứ gọi điện cho chủ cửa hàng ha, mình thương lượng giá nó dễ hơn. Và đây là tiếng máy của em nói ha. Để các bạn tự đánh giá ha, mình sẽ không nói về tiếng máy như thế nào, bạn nghe đi và cảm nhận ha. Ngay bây giờ mình sẽ tiến ra phía trước cho các bạn. Đây là chiếc Future giá trên 20 triệu nè. Đó, phía trước nó nè ha. Nó là bánh căm, thắng đĩa. Cái giá nó sẽ rẻ hơn là cái con bên kia. Và con bên này có giá là trên 30 triệu nha các bạn. Các bạn xem nè. Còn rất đẹp nè ha, phía trước nè. Thì mình có quay biển số á, các bạn thích chiếc nào các bạn cứ nói biển số chiếc đó và hỏi chủ cửa hàng, mình thương lượng giá cho nó dễ ha. Mình không thể nào báo giá chính xác được, tại vì nó nhiều xe, nhiều loại quá. Và nó có rất là nhiều cái chất lượng nó chênh lệch nhau đó các bạn. Rồi tiếp theo, chiếc Future. Đây là một chiếc Future Neo FE nha các bạn. Chiếc này là FE nha, đây là biển số nè. Màu đỏ. Chiếc này còn đẹp quá các bạn ơi. Màu đỏ FI mà tem y nè. Chiếc này sẽ có giá là gần 40 triệu đó các bạn, khoảng đó ha. Phun xăng nha các bạn. Future này phun xăng và cái giá là gần 40 triệu. Và đây là tiếng máy của em nó ha. Đó, xem nè. Rồi. Chút nữa mình ra phía trước cho các bạn xem ở phía trước. Rồi, tiếp theo một chiếc Future mới. Future 2018. Biển số này ha.
Con này cũng là phun xăng nha các bạn. Máy ha. À, khu chợ mới này á, thì nó có một cái cốp rất là khủng nè, rất là khủng luôn. Mình nghĩ là nó tương đương với một chiếc Vision đó các bạn, rất là to. Hệ thống phun xăng ha. Bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn nghe luôn. Vào này xem bên này chút xíu, nói chung xe còn đẹp lắm các bạn. Chiếc xe phụ trợ này sẽ có giá là gần 30 triệu nha các bạn. Hai bên ngoài gần 30 triệu đó. Rồi chiếc phụ trợ neo kế bên nữa. À đây là một chiếc phụ trợ ít. Đây là biển số ha. Vành đúc. Cái bô này ha. Còn rất đẹp đó các bạn. Nè. Lốc máy nè, như mới vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở ra trước cho các bạn xem ở phía trước tổng thể lại ba em nói ha. Đây là chiếc Future X nè, xác chết nè ha. Cái xe này sẽ có giá là gần 40 triệu đó các bạn. Rất đẹp ha. Cái bên này nè. Đó. Còn đây là chiếc Future mới, Future 2018. 18 hay 19 gì đó mình cũng không rành lắm. Hình như là 2018 đó các bạn. Đó. Và đây là chiếc Future Neo. Đây là một chiếc phụ trợ. Chiếc này chắc mình nghĩ là đời 2017. Cái đít sau nó bầu nữa các bạn ha. Cái con này đời nó khác nè, 2018 mà cái đời nó như thế này. Mà nhớ ha. Còn đây là đời nhỏ hơn. Đây. Và đây là biển số nè. Nghe tiếng anti không? Rất là nhỏ. Chiếc xe này á sẽ có giá là 20 ngoài triệu. Mà nhìn cái cốp nè. Khủng không? Chỉ là 20 ngoài triệu thôi nha các bạn. Qua là biển số ha. Đây. Đây là phía trước ha. Phía để trước nè.
Ở đây còn rất nhiều future nữa nè các bạn. Future X nữa nè ha. Biển số nè các bạn. Những chiếc xe này á, tùy vào đời xe và tùy vào độ đẹp của xe thì sẽ có giá trên nhau khoảng hai mấy, ba mươi, ba mấy. Các bạn thích chiếc nào thì các bạn cứ ngắm biển số và gọi điện để hỏi giá cho chính xác ha. Đây là chiếc Future, người ta hay gọi là Future mập đó các bạn. Đó, 2018, 2019, khoảng đó ha. Đây là biển số nè. Những chiếc xe này cũng rất mới luôn các bạn, rất là mới luôn. Cuộc sau nè, các bạn nhìn nè. Cốp xe nè. Đây là một chiếc Future Neo nữa ha, và biển số nè các bạn. Các bạn nhìn nè. Rồi, đây là một chiếc Future X. Mình nói các bạn nghe chiếc Future X này là rất đẹp nha. Chủ cửa hàng khẳng định luôn là nó rất đẹp. Đẹp như thế nào thì các bạn cứ gọi vào cho chủ cửa hàng đi ha. Đây là biển số nè, 83Z100937 ha. Mình nói với các bạn là thích chiếc nào, mình có bảy biển số đó, các bạn cứ gọi cho chủ cửa hàng và nói biển số, thương lượng giá sẽ dễ hơn. Chiếc này cũng tầm 40 triệu đó các bạn, vì chiếc xe này mình nói thật là nó rất đẹp luôn. Các bạn nhìn nè, đó. Phun xăng ha, Future X và phun xăng. Mình nghĩ đây là cái đời cuối của Future X nè. Các bạn nghe tiếng máy nè, cái lốc nè. Cái đầu lòng nè, nước sơn zin nha các bạn. Và đây là phía trước của những em này ha, các bạn nhìn nè. Đây là con Future mới ha.
Rồi, hôm nay mình báo giá đến đây thôi các bạn ơi. Còn rất là nhiều xe nữa. Hẹn gặp các bạn ở những clip báo giá tiếp theo nữa của mình. Mình xin dừng ở đây nha các bạn. Các bạn cứ gọi vào điện thoại mình đã quay đầu clip với các bạn để các bạn thương lượng giá cho nó dễ ha. Rồi, xin chào các bạn.